Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thời còn sinh viên. Dạ và từ đó tới giờ thì bao lâu tịch rồi? Luôn tịch luôn. Nhưng mà sao nó tịch vậy em? Em nghĩ chắc do em cũng hơi men quá. Thấy gì mà men quá hả? Có thích con trai không? Dạ không. Hả? À. Nhưng mà mập thì có được không? Nhưng mà người ta tốt với em, người ta yêu thương em, người ta chăm sóc em. Mình cũng tịch cả chục năm nay rồi. Giảm xuống xíu đi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu cho bạn bên kia nghe rõ luôn ha. Chào anh Quyền Linh đẹp trai, chào chị Cát Tường xinh đẹp, chào bạn nữ. Em tên là Tào Quốc Bảo, em năm nay 34 tuổi, hiện tại là quản lý quán cà phê Art Coffee. Mời các bạn nếu mà có thời gian có thể tới thưởng thức những cái nước uống ngon, bổ dưỡng. Tới đây quảng cáo luôn ha. Quê mình là ở đâu? Dạ em là ở Sài Gòn. Sài Gòn là quận mấy? Dạ em ở quận Phú Nhuận ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lê Chuông Bảo Trâm, năm nay em 28 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Bình Thuận và hiện tại thì em đang làm ở kế toán. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là nhiệt tình, lúc đầu thì hơi nhút nhát thôi nhưng mà vô trúng buồn là quậy tới chỗ. Trúng buồn là quậy tới chỗ. Dạ em cũng hát được, yêu ca hát. Vậy hát lên cái cho nó vui vẻ, hát cho đỡ đỡ căng. Thấy không, em hơi căng rồi đó, căng lắm quá. Dạ em xin hát một bài. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, phố xa xôi đã ván người qua. Em xin hát. Em trai hát đáp lại cái đi. Hát gì hát lớn lên. Dạ, em xin hát bài Nhỏ ơi ạ. Nhỏ ơi, lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu. Mấy chữ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Nhé nhỏ, nhỏ ơi. Thấy có không khí liền ha. Dạ. Em trai có thế mạnh gì? Dạ em là vui vẻ hòa đồng, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, xem phim. Có những cái tật xấu gì không? Dạ xấu thì chắc xấu đều quá. Hả? Dạ. Ít nói, rồi ngại tiếp xúc, rồi cũng bề bộn, cũng chưa có gọn gàng. Sợ rác bừa bãi này kia hả? Dạ không có bừa lắm. Dạ cũng vừa vừa. Rồi. Dạ. Còn em gái sao? Rồi. Điểm yếu là gì em? Dạ điểm yếu là em hơi hậu đậu tí. Nói chung là em hay làm đổ đồ, bể đồ. À đụng đâu đổ bể đó vậy đó. Hôm qua em làm quán cà phê này được á. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thời còn sinh viên. Dạ và từ đó tới giờ thì bao lâu rồi? Tịch luôn. Tịch luôn. Nhưng mà sao nó tịch vậy em? Em nghĩ chắc do em cũng hơi men quá. Thấy gì mà men quá hả? Có thích con trai không? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? À. Dạ không, em thích con trai. Em mê trai lắm. Mới nói em men quá, hỏi thích trai không không? Hơi bàng hoàng. Dễ thương mà, chào em. Trời ơi, nói phát biểu làm anh cũng rối luôn. Nói nhầm thôi đúng không? Em nói nhầm. Em thích mẫu con trai sao? Em nói anh Linh luôn đi. Coi bữa nay anh Linh làm mai cho em được không? Dạ em thích bạn trai em cao 1m7. Cũng gần có. Có thể là hai trường phái, một trường phái là thương sinh, trắng trẻo, dễ thương. Còn một trường phái là men, nhìn nam tính. Búp mít, mẫm mỉm được không? Đừng ù quá. Không có ù, hơi ú tí. Không, em không thích ù lắm đâu. Không ù lắm đó, không ù lắm đâu, dễ thương. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Anh Quyền Linh. Hả? Cảm ơn em, bắt tay cái nào. Miễn thích con trai là được rồi. Hả? Có em. Anh lo sợ không thích trai thôi. Có em thích lắm anh. Bạn gái dễ thương lắm á. Không, bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào nè, để chị coi bên đây phù hợp không? Dạ em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chở cỡ Phạm Hương hay là. Thôi không.
Khó quá, bỏ qua đi em. Nói vui thôi, hài hước đó em. Dạ, nói chứ một bạn gái thì cũng không cần gì nhiều, thì vui vẻ, hòa đồng, lễ phép, thư nhìn và có chiều cao khoảng 1m50, 1m60 là được. Rồi, được luôn. Bên kia là rất dễ nhìn. Bây giờ có cái điều gì em không thích ở người bạn trai em nói đi. Em không thích hói. Sao vậy? Anh Linh đánh ghét mấy người nào mà không thích hói lắm á. Hói nha. Anh Quyền Linh là chấp nhận được. Dạ. Có anh chấp nhận được ha. Giữa ốm với mập em chọn cái nào? Ốm. Ốm. Sao kỳ vậy? Ốm đâu có sức khỏe, nhìn nó. Tại em cũng tròn rồi, cho nên em thấy ốm ốm. Xem tròn em cho người ta tròn, em ích kỷ vậy. Em tròn em phải kiếm người tròn luôn cho nó xứng chứ. Tại vì chị nghe Linh cứ nói mập mập bút mít cho chị nghi bên này mập thôi, chứ cũng chưa chắc, nhiều khi người ta ốm, hiểu không? Em cũng thấy vậy. Em có nghi vậy không? Em cũng nghi nãy giờ. Nhưng mà mập gì có được không? Nhưng mà người ta tốt với em, người ta yêu thương em, người ta chăm sóc em. Mình cũng tịch cả chục năm nay rồi. Giảm xuống xíu đi. Hai đứa mập mập rủ nhau đi tập thể dục, nó vui nữa, có bạn đi tập thể dục. Không sao đâu, mập thì tập thể dục xuống không sao, cố gắng chừng năm là xuống à. Được ha. Body chuẩn. Thẳng lên cho đỡ mập em. Đó, vậy đó. Ngưng lên. Có ở đâu cỡ này thôi, gì đâu. Đâu, dày hơn. Chắc. Cái này cũng khó ạ. 9 tháng kìa. Cỡ bụng cá ba sa ha. Đâu, dữ vậy, mấy người mập mập mà miệng bụng vậy á, tốt bụng lắm. Em có tập thể dục không? Dạ có chị, uống chanh với mật ong cát tường á. Ôi trời ơi, có tâm ghê. Vậy thì em cứ yên tâm, không bao lâu sau em sẽ mất tiêu cái bụng mỡ này. Cứ điều đặn uống mật ong Cát Tường với chanh với nước ấm mỗi sáng nha. Dạ. Cảm ơn em. Cáo kìa. Được, được, được. Quảng cáo từ quán cà phê qua mật ong Cát Tường. Người ta có tâm hơn anh Linh nữa, thấy chưa? Lấy nhau về mình sẽ lập nghiệp, sống ở đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Có nhà cửa gì chưa? Dạ, có nhà. Giỏi vậy đó hả? Dạ, nhà của ba mẹ. À, nhà ba mẹ. À, ba mẹ khó lắm không? Dạ dễ á chị. Có đưa ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dạ tại vì ế quá nên hết tiêu chuẩn rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ xấu đều quá chị. Không, cái xấu gì mà đặc biệt á, đều quá thì nó có. Dạ tại nó đều hết nên nó không có gì đặc biệt chị. Trời đất ơi. Nói chuyện cũng lanh quá ha. Đàn trai nói chung cũng dễ thương. Thì dễ thương. Chị có hơi đang lo cái đó chút xíu thôi. Tại để uống mật ong tiếp. À, cố gắng đi cưng. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mấy chị bạn, có bác. Thứ hai cô cũng xin chào hai MC duyên dáng xinh đẹp. Dạ. Cô rất là ngưỡng mộ. Và dạ, xin chào tất cả mọi người. Bảo thì nó là rất là chịu khó, vui vẻ, tốt bụng. Cháu gái bên đây cũng rất là xinh xắn và chững chạc. Dạ, có lẽ hơi căng thẳng một chút. Thấy chưa, bác còn nói em căng thẳng. Em chào bác, em nói chuyện với bác đi. Vui vẻ lên. Con chào bác. Bác lên đây thì bác cũng có muốn hai cháu có cơ hội để tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cháu là phụ nữ thì mình cũng có cái dịu dàng, bản lãnh. Và để sống tới 70-80 tuổi mà ông xã mình, chồng mình cứ kêu mình cưng ơi cưng à, giống như bác là được rồi. Trời ơi. Rồi mời thêm một bạn nào nữa đi. Chào anh Linh, chào chị Tường, chào mọi người. Hello em. Dạ, em chào chị. Bảo thì ít nói nhưng mà cũng giống em á, nếu mà trúng đài á thì cũng rất là lanh lợi. Hồi xưa giờ thì không phải là ế, nhưng mà do là Sài Gòn giấu anh kỹ quá, cho nên hôm nay là mời chương trình để chính thức là xuất đầu lộ diện. Đó, thì cũng mong là hai em đến được với nhau. Chị dễ thương quá à. Rồi em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp với em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Tường. Chào tất cả các quý vị khán giả. Thì nhìn anh bên đây thì có như một hai điểm gì đó cũng tương đồng. Mong chăm là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi ý kiến người thân mình nha. Điều quan trọng là kéo màn lên nha. Cái cảm nhận của mình ha. Chủ yếu là người ta tốt với mình. Kéo màn. Rồi mời hai bạn. Chào anh. Đây là bó hoa gửi tặng em. Đây là cái món chanh tuyết này, có thể là giúp cho mình giảm cân nè, đẹp da nè, giải nhiệt trong cái mùa hè. Xem một tí mật ong nó sẽ ngon nè. Dạ em có thể dùng thử. Khi nào mà anh có thể là pha chế cho em mỗi ngày khi mà em tới quán, là những cái món thức uống ngon. Đó ba má dặn đi, con trai đưa nước đừng uống. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình nói chuyện đi các bạn ha. Anh thấy em sao? Rất là dễ thương, ưa nhìn. Em có vẻ hồi hộp đúng không? Em cũng hơi run. Dạ, em không thích mập, nhưng mà em giờ thấy anh như thế nào?
Dạ em thấy anh cũng tròn tròn. Sở thích của em như thế nào? Em thích cái gì nhất? Em thích ăn với lại du lịch. Vậy là hợp với anh rồi. Em đã từng đi du lịch ở đâu nhiều không? Dạ em đi trong nước không anh. Ảnh hồi xưa làm hướng dẫn viên du lịch đó. Em hỏi thì coi ảnh có thể đưa em được đi đâu? Dạ đi khắp nơi trên thế giới cũng được. Wow. Dạ. Anh đi được nhiều nơi chưa? Anh cũng đi được nhiều rồi. Dạ. Cũng đi châu Âu, cũng đi một số nước ngoài rồi. Dạ. Trong những lúc buồn hay lúc vui thì em sẽ làm cái gì? Buồn em hay hát nghêu nghêu. Anh nghe giọng hát em rất là hay. Anh thì nãy tập dữ lắm, tập mấy bữa nay luôn á mà sao rung quá cái quên lời luôn. Em có dự tính như thế nào về cái kế hoạch hôn nhân không? Nếu mà được thì em cũng mong muốn là năm sau cưới, 2020 sinh con. Anh cũng dự định nếu mà mình có thể có cơ hội đến với nhau á thì sẽ nhanh thôi, sẽ tạo dựng sự nghiệp. Sau này thì định hướng của anh là gì? Sau này anh cũng vẫn phải kinh doanh và có thể làm mảng bất động sản. Bây giờ hai bạn đứng lên, tiến tới mình nắm tay nhau một cái để mình cảm nhận coi cảm xúc mình như thế nào. Chứ hiện tại nhiều khi về cái ngoại hình đúng nó ngăn cản mình là không có được. Tay anh lạnh quá. Rồi nhìn thẳng nhau, nắm tay nhau 30 giây. Thấy cặp đôi này có hợp không ạ? À? Em thấy sao? Anh thấy cũng ổn lắm á chứ. Ổn mà. Cũng hợp mà. Bây giờ ngồi lại mỗi người nói một câu cảm nhận của mình hiện tại về đối phương như thế nào. Em thấy, nói chung là em vẫn thấy anh tròn tròn. Anh cũng phúc hậu, nhìn cũng dễ thương. Thì anh cũng thấy em rất là phúc hậu, dễ thương và ưa nhìn. Thì nói chung là tròn tròn thì anh cũng đang cải thiện, cũng đang tập, cũng đang giảm cân, tìm mọi cách. Mình có thể đến với nhau thì mình tìm hiểu qua những cái lần tập gym, hoặc là mình đi bộ, hoặc là mình chạy bộ với nhau. Thì đó là những cái lần mình tìm hiểu anh, tiếp theo. Anh ở quận mấy? Ở Phú Nhuận, em ở Bình Tân, ngay gần khu công nghiệp Tân Tạo. À cũng gần, không xa. Dạ. Anh có thể chạy qua tập tạ với ý quên. Tập gym với em được không? Chạy bộ qua đó được không? Chắc anh chạy bằng xe máy. Dạ, chạy xe máy xong gửi xe đi bộ với em. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Ít phút nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được đối phương là như thế nào. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, suy nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nãy đến giờ. Để xem hôm nay hai bạn có duyên, có phần với nhau không. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Lo, rất lo. Nhưng mà cuối cùng thì duyên đã đến. Chúc mừng em trai nha. Nắm chặt tay đi. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình nha. Và chăm sóc bảo bọc cô ấy nha. Cô gái rất là dễ thương đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Vẫn còn thủ tục chúng ta chưa làm. Đúng rồi, hôn nhau đi hai bạn. Hôn nhau, để qua nhiều quá. Bằng mọi cách em, tìm mọi cách. Hôn cái nha. Trời ơi, hôn cái nha, dễ thương gì đâu. Nhiệm vụ của em nha. Yeah. Cố gắng em nha. Thông báo sớm cho tụi anh nha. Chúc mừng hai bạn. Rồi. Hãy vui lên nào. Cười thật tươi. Và giữ lấy hạnh phúc đó nha. Chúc cho hạnh phúc sẽ được lan tỏa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Không cần phải chòi thì em đi ngang, em ghé chòi, em nghỉ mệt thế thì có. Nghỉ mình hay nghỉ ai? Không đâu, em đi mình anh, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình anh vô chòi làm gì? Không anh ơi, em hỏi có cà phê ôm không anh? Có cà phê ôm không anh? Có của giờ bây giờ em giao hết mà đó, bởi vì em mới cần thương em sự thật, em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết trai. Rồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Dạ bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. Rồi xin mời. Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Nga. Năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À rồi mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lê, hôm nay 44 tuổi.
Em ở đường tỉnh Lộ 10 á em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế á. Ủa vậy đó hả? Vậy là cũng được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn. Em buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không giống làm anh gì hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Ủa, giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói với ai nữa mới vui. Kỳ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu rồi cũng được anh. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Rồi khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? Hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp quá cà phê. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang, em ghé chòi, em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình hay nghĩ ai? Không đâu, em đi mình anh, như em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình anh vô chòi làm gì? Không anh ơi, em hỏi có cà phê không anh? Có cà phê không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Hồi nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? Cà phê giỏng thì có. Có thì chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết ông nằm ở anh? Không, tự thật. Cà phê chòi đâu nhiều, chỉ anh coi. Cà phê chòi, cà phê chòi thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn đó. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa câu chuyện của mình mình làm có làm chứ hỏi người ta địa chỉ tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời, tôi đi hoài à? Bữa nào mình đi uống cà phê chòi bữa nha. Bữa nào tôi dám không đi, tối không đi. Anh hiền khô à. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê chòi, phải giọng chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công tao hoài. Tại mệt, mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Nó hai mối tình mà tay yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò như thế. Vậy nữa hả? Em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. Chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một đời chồng đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì cảm dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay con gái? Dạ, con trai. Giờ ở với ai? Dạ, ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? Bé đi học anh, ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ, nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người. Người đó. Như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Mình từ từ mình qua. Đó là mình cảm kích với người lớn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Không để ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn. Đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào?
Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á, thì thứ nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lai? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lai đi với ai vậy? Em đi anh hả? Mình anh thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lai á thì có cái anh nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị nhưng em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Chị thì em thì lanh, lanh hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Đó, đây là phần của em đó. Vô anh. Quà anh gửi em kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo, kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi kia anh còn... Trời ơi, xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá, đẹp quá vậy. Thư tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm. Nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lai nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi. Nó lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì cái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? Thật cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. Gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ để từ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới, được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu, hồi nhỏ tới lớn thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở. Khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền, sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á quê em thì sinh sống ngay tại ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai là em ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ Lay về ở Đồng Nai với em rồi Lay lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ thì nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật.
Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì, do mẹ thôi. Cứ chạy gì 15 triệu đưa vợ hết, đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích xấu xấu. Lấy lợi ích đi cà phê rồi. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có, đi chở vợ đi theo. Chở vợ đi theo. Cậu thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền, hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại em nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo Nga đứng lên. Trời ơi, mùi hôi không kìa. Vung quá mà Nga mùi hôi luôn. Vung lắm á. Rồi, bây giờ là, nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không may. Tương lai mong ước trong đời xui thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người, người. Đó. Thấy chưa? Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Rồi, em nói gì nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì sao em? Thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói á? Đúng, đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa Chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á, thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai, là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá. Thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà Phù hợp với mình lắm. Nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau. Hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha. Có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn. Bởi vì họ hỗ trợ cho nhau. Xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi. Em trai nha. Em ít có cô gái lắm. Thì nghe em nhút nhát. Em này á, thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em. Có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi, đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Rồi, em chào anh Linh. Rồi. Rồi, chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp thật hợp với mình rất rất là khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút thôi. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau. Con gái mà lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con được không? Được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được? Không, tức là yêu thương mà. Đây là tờ 50.000 em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho
Em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Oh. Wow, wow, wow. Hú hé quá, bên đây tò mò quá. Đang cầm đây đây. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Con chào chị Ngọc Lan. Con chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị. Chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời số đẩy. Cái này sâu hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền anh nhiều quá, người ta bị mờ đó. Nghe thấy cũng nhiều, chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À, đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi chị. Dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở dưới Hậu Giang 3 năm. Ừ, xong sao tréo ngoan quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ, chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình kéo khó. Người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém cái chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình không kém nhau. Kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ồ, chào con, rất là trẻ luôn. 25 tuổi hả, là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Nói là chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa.
gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Nó cũng không trắng mấy, yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi? Không có tính gia trưởng á chút. Mình nó hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Cái đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là tình yêu thương á. Yêu thương, trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là... Không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhờ. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng thấy có nói là phải nói không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Nhưng mà chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó là chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì... Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà đó em. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh, không ngủ thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì... cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á thì cháu thấy ok rồi đó, tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động, thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa, tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa, rồi vui vẻ, thì có thể bù qua cho chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau đó. Chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn nha chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa, cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, yeah. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ anh che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là
tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng, quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi, và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là nhớ tới em. Cảm ơn em. Kim mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn ngon. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là gặp rồi chắc đó. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên nè. Dạ. Anh mời em đứng lên nè. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy, coi coi cận mấy độ, coi coi mắt nó có chinh miếng nào không, có thay đổi gì không. Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Bấy nhập thú sĩ điều khiển từ xa giặc vũ thả ga. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai em bác, cho hai tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này.
chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn, con gấu màu hồng và con gấu màu nâu, để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Con cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thì bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em vẫn cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Bạn ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy, em đến từ thành phố Sóc Trăng, nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ, bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm rồi á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã, ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, và mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm nhận như thế nào? Mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hôn thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn anh. Đây khoái à? Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 3 mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần 2 tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Thế bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em vẫn cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ, nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Yo. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuân với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá gái. Ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Bạn nói là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn hàng nguyên. Ngẫu hứng.
Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á. Thích nói... Cầm ràm á, dạ, nói nhiều quá. Nói nhiều, dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ, nhà em thì dễ lắm. Ba mẹ dễ lắm. Em Út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác. Kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ, em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không ăn hiếp người lớn. Có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương thung giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Hoàng nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được, cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa là sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 60-70 cây số. Thì mình bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Có nghĩa là không thích đi cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ngủ nướng hay cứng đầu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần mà mới dậy chứ, kêu một lần đâu có chịu dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đó nha. Thôi mặt mày đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Hoàng coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay, vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy, vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX. Một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tự của người nam. Kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tự y được. Kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ rụng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á. Còn mình phải ít hoài đó. Đúng không quý vị? Ngắn gọn á là yếu á. Yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Bà bệnh bị xối xả vô mặt luôn. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ông giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình nào không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng rồi. Nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh. Gặp nhau đi. Kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói. Bắt đầu. Chào anh. Chào anh. Có bao nhiêu?
đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á thì em với anh á thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Em chỉ có một câu hỏi thôi, nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3? Về môn ướt đi đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà, Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở quận nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Dạ. Yeah. Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vì rước dâu cũng dễ ha. Bạn nam cảm nhận bạn nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên, lên đây run. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện trước đám đông thì hơi bị run. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vòng cổ. Không phải ai cũng có thể hát được. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi cạn, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn rồi mà sao mà nói không được đó. Trời ơi, anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vợ như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá.